Kết thúc phiên thảo luận vào sáng sớm nay, Liên minh châu Âu, EU chưa thể đạt được thỏa thuận về việc có nên giới hạn ra khí đốt hay không. Trong kết luận hội nghị, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đệ trình lộ trình cụ thể về biên độ giá tạm thời đối với các giao dịch mua bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng để hạn chế việc tăng giá và giới hạn giá khí đốt sử dụng sản xuất điện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu về đề xuất áp trần giá khí đốt. Chúng tôi sẽ phát triển một chỉ số bổ sung mới để tính toán giá năng lượng nhằm phản ánh tốt hơn tình hình giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế điều chỉnh thị trường chính xác để hạn chế các đợt giá khí đốt quá cao và đảm bảo rằng có một trật tự rõ ràng trong việc xây dựng thị trường. Hiện 15 quốc gia trong đó có Pháp, Italia Ba Lan đang nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng áp đặt mức trần giá khí đốt. Tuy nhiên, Đức, nền kinh tế lớn nhất EU và Hà Lan, nước nhập khẩu khí đốt nhiều nhất khối này lại phản đối đề xuất. Theo phía Đức, đề xuất có thể khiến các nhà cung cấp đóng băng châu Âu và giảm các động lực tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte cho biết Chúng tôi ủng hộ giá trần đối với khí đốt của Nga. Chúng tôi cũng không chống lại các hình thức giới hạn giá khác, nhưng chúng tôi phải đảm bảo các biện pháp này mang đến kết quả như mong đợi. Ví dụ, nếu bạn đồng ý rằng bạn đã giới hạn mức trần giá khí đốt, thì điều này sẽ không khiến giá tăng thêm hoặc khiến việc cung cấp khí đốt ngừng lại. Trong khi đó, nhiều quốc gia thất vọng về kết quả của hội nghị. Reuters dẫn nguồn tin cho biết Thủ tướng Italia Mario Draghi nhấn mạnh, chúng tôi được yêu cầu thể hiện sự đoàn kết trong việc chia sẻ năng lượng, nhưng không có sự đoàn kết nào đối với những lời kêu gọi hạn chế giá của chúng tôi. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, nước xuất khẩu khí đốt sang nước láng giềng Đức cho biết, sự đoàn kết không nên chỉ dựa trên nguồn cung mà phải dựa trên giá cả. Theo các nhà phân tích, kết quả hội nghị thượng đỉnh tiếp tục phản ánh sự chia rẽ trong EU về việc đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Mặc dù vậy, theo tổng thống Pháp Macron, khoảng thời gian 2 đến 3 tuần tới sẽ cho phép Ủy ban châu Âu đưa ra đề xuất cụ thể hơn cho lộ trình kiểm soát giá năng lượng. Dự kiến các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ thảo luận về các biện pháp này vào tuần sau.